giờ. Đó là một trong những cái cơ duyên và may mắn của mình, và cũng là một trong những cái cơ duyên để mà có thể gặp gỡ và trò chuyện với anh Trần Quốc Bảo, và được anh Trần Quốc Bảo rất là yêu mến và Phương Thảo cũng rất là quý anh. Và hôm nay thì anh nói rằng là anh muốn tổ chức một cái sinh nhật cho em để đánh dấu mà coi như là thứ nhất là một cái mối tình thâm giao giữa anh Bảo với Phương Thảo. Cũng một cái thời gian không dài không ngắn, mặc dù là anh em rất là ít gặp nhau, nhưng mà đây là một trong những vấn đề mà anh gọi là âm nhạc thì có thể cùng đến nhau một cái gì đó. Và em cũng rất là chân thành cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ gửi một trong những cái bài rất là quen thuộc, bài hát Nhãn Gan, Trường Đóa Hoa Hồng. Bài này thì Thảo soạn cho cây đàn guitar của mình. Xin mời tất cả các quý vị cùng thưởng thức ạ. Okay.